ra tay dày nên là trong giờ phút đau thương này, thắp nén tâm nhang, ban tổ chức chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng toàn thể tăng quyến, cầu mong hương hồn cụ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Nhân đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các vị đại diện cho các cơ quan đoàn thể, nhà trường, cơ quan, các gia đình thông gia, anh em họ hàng và bạn bè thân hữu gần xa đã dành thời gian đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa thân nhân của gia đình, người cựu chiến binh, người đảng viên ưu tú, cựu đại tá Nguyễn Phúc Cảnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếp nối chương trình, tôi xin kính mời ông Bạch Đăng Thắng, Phó Bí thư chi bộ lên đọc lời điếu. Xin mời ông Thắng. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Phúc Cảnh, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, gia đình thông gia, bà con khối phố, anh em họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa. Thưa toàn thể tăng quyến, hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2014, chúng ta có mặt ở đây với lòng thương tiếc vô hạn, niềm xúc động lớn lao để vĩnh biệt và tiến đưa đồng chí Nguyễn Phúc Cảnh, người đảng viên ưu tú, người hội viên hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, người ông, người chồng, người cha thân yêu của gia đình, người bạn thủy chung của anh em họ hàng và bà con nối xóm về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Phúc Cảnh sinh năm 1925 tại Lương Văn, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi quê hương có truyền thống cách mạng, đã từng đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ và xây dựng đất nước. Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được gia đình tận tình chăm sóc, anh em, bà con hàng xóm thăm hỏi động viên, nhưng đồng chí đã không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11 năm 2014, tức ngày 26 tháng 9 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 90 tuổi. Kính thưa các vị cùng toàn thể tăng quyến, sinh ra nơi quê hương giàu truyền thống lịch sử, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng. Năm 21 tuổi, đồng chí đã tham gia lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1948, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã dành trọn tuổi thanh xuân để hy sinh một phần xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với sự nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện, đồng chí đã trưởng thành từ người chiến sĩ. Đến một đồng chí mang quân hàm đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí đã kinh qua các chức vụ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, binh trạm trưởng, cán bộ phòng huấn luyện quân sự, trưởng sĩ quan lục quân, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự học viện. Trước khi nghỉ hưu năm 1985, đồng chí là cán bộ cao cấp của phòng tổng hợp khoa học quân sự binh đoàn 678 với cấp hàm đại tá. Là đảng viên trường sĩ quan lục quân đoàn 963, bộ tư lệnh 559, chi ủy viên ở một số các đơn vị đồng chí tham gia công tác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu, đồng chí cũng luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng và quân đội giao cho.
luôn phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, chung với Đảng, hiếu với nước, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Để ghi nhận những công lao đóng góp mà đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, Đảng và Chính phủ đã tặng thưởng cho đồng chí huy hiệu 65 tuổi Đảng, huân chương giải phóng hạng 3, năm huân chương chiến thắng, các huân chương chiến sĩ vẻ vang 1, 2, 3 và những giấy khen, nhiều bằng giấy khen khác. Đời thường, đồng chí là một đảng viên, người công nhân gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng chí tích cực tham gia các hoạt động của người cao tuổi, của hội cựu chiến binh và các phong trào của địa phương. Là một người đức độ, có lối sống giản dị, mộc mạc, chân thành với con cháu, anh em, họ hàng và bà con nơi xóm. Đồng chí được bà con nơi xóm thương yêu và quý trọng. Đồng chí sinh được 5 người con, 2 trai, 3 gái, có 2 con dâu, 3 con rể, 10 cháu nội ngoại. Hiện nay các đồng chí đang công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những người công dân tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Các cháu của đồng chí đều chăm ngoan, học hành, tiến bộ. Đồng chí thật xứng đáng là một người cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu, nêu cao bản chất truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, hết mình vì sự nghiệp của quê hương và đất nước. Thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Phúc Cảnh, cuộc đời của mỗi con người có thể tính bằng thế kỷ, nhưng cũng khi chỉ bằng 5 tháng, rồi sau đó cát bụi lại trở về cát bụi. 95 cuộc đời của đồng chí đã trải qua bao thăng trầm. Cuộc đời của đồng chí đã mang hết sức mình để cống hiến cho quê hương đất nước. Đến hôm nay, dù có nhiều ước muốn, nhưng sơ phận đã an bài bởi quy luật của con người, không ai tránh khỏi kiếp sinh hướng lão bệnh tử. Đồng chí không còn nữa. Gia đình mất đi người ông, người chồng, người cha hiền, đức độ. Chi bộ mất đi một người đảng viên gương mẫu. Hội người cao tuổi, đồng đội, hội cựu chiến binh mất đi một thành viên tích cực. Anh em họ hàng, bà con đối phố mất đi một người bạn tâm giao thân thiết. Thế là từ đây mãi mãi vắng bóng đồng chí. Mất mát này thật không có gì có thể bù đắp được. Thưa các quý vị, trong giờ phút đau thương này, thắp nén tâm nhang, chúng ta gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn bộ gian quyến, cầu mong hương hồn đồng chí được siêu sinh tịnh độ, yên giấc ngàn thu lời vĩnh hằng. Trước ai lãnh người đã khuất, mong các cháu con của đồng chí luôn tìm nén đau thương, noi gương giữ gìn và phát huy truyền thống của ông cha, phấn đấu trở thành người công dân tốt cho xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh. Để tỏ lòng thương tiếc, đồng chí Nguyễn Phúc Cảnh đề nghị tất cả chúng ta một phút lặng niệm, một phút mặn niệm bắt đầu. Cảm ơn ông Bạch Đăng Thắng. Phần biểu tiếp theo để tri ân đối với người đã khuất, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 6 có lời tiễn biệt sau đây.
đến đây để tiễn anh đi. Âm dương đôi ngả chia ly đôi đường, anh đi gối đất nằm xương, nghìn thu vĩnh biệt khói hương nghẹn ngào. Gió chiều đổ xuống lao sao, buồn trông con hạc bay vào bóng mây. Vội vàng sao nỡ chia tay, để đau xót thế này hỡi ôi. Nhớ khi điếu thuốc chia đôi, nắm cơm xẻ bảy ngọt bùi có nhau. Đêm trăng sương ướt mái đầu, máu loang trên đất chiến hào sục sôi. Lòng giờ mối muối sát vôi tôi, nhòe mi đồng đội tiễn người cố nhân. Dã từ nơi kiếp hồng trần, về trong cát bụi một lần đã xong. Sâu ba thước đất anh nằm, khăn xô trắng xóa với vòng hoa tiễn đưa. Người về gặp tổ tiên xưa, nghẹn ngào lời tiễn vần thơ quạng lòng. Gió bay kèn thổi trống rung, giọt mưa tầm tã khôn cầm mắt ai. Gần xa bầu bạn về đây, sẻ chia nỗi xót xa này với nhau. Thắp nhang lạnh đứng cúi đầu, bốn bề sóng dội tuôn trào tình thương. Một lần nữa xin vĩnh biệt đồng chí. Phần tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện tăng quyến ông Đoàn Minh Hải lên có ý kiến. Kính thưa Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường Mỗ Lao, kính thưa tổ dân phố số 6, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, các cụ và các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, cho phép tôi được thay mặt toàn thể gia đình gia quyến của cụ ông Nguyễn Phúc Cảnh, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1925, mất ngày 14 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11 năm 2014, tức ngày 26 tháng 9 năm Giáp Ngọ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan đoàn thể, tổ dân phố, các tổ dân phố đã bớt chút thời gian đến đây để phúng viếng tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có điều gì sơ suất, chúng tôi xin được lượng thứ. Thay mặt toàn thể gia quyến, chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, chi bộ và con lối phố, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh và cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh chị một lần nữa xin được cảm ơn. Cuối cùng, gia đình xin kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà con khối phố, anh em họ hàng ra xe tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại đài hóa thân Hoàn Vũ. Vâng, cảm ơn ông. Phần tiếp theo là phần chuyển quan tài ra xe tang, các bộ phận vào vị trí, lễ viếng và truy điệu đến đây là kết thúc phần chuyển các bộ phận vào vị trí của chính trị.